lên sân khấu những người rất là tuyệt vời ạ. Bây giờ đến từ bằng dòng ngôi thì thánh tâm Chúa Giêsu. Trái tim Chúa yêu con, cho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng trái tim Cha, dẫu tình đời quá xót xa. Xin yêu bằng trái tim Ngài, biết thứ tha sống thuận hòa. Thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Xin thánh tâm Chúa bên con, tay trong tay Ngài dẫn lối. Xin thánh tâm Chúa bên con, xua đi ước mơ trần gian. Vùng đầu vào thánh tâm Cha, được nhờ tình Chúa thứ tha. Xin yêu bằng thánh tâm Ngài, mãi xin nguyện chẳng tội đời. Nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Thánh tâm Chúa tim con khô khan bồi bạc chảy đá, dâng thánh tâm Chúa tim con vô ơn sống không tình cha. Tìm về lòng Chúa xót thương, giữa xanh tội lỗi vân vương. Tim con như trái tim Ngài, Chúa con ơi đón con về. Thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Từ thánh giá nhìn xuống thương thế nhân, từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chất treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời.
xin trái tim Chúa yêu con, cho con yêu người như Chúa. Xin trái tim Chúa bên con khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng trái tim Cha dẫu tình đời quá xót xa. Xin yêu bằng trái tim Ngài biết thứ tha sống thuận hòa. Từ thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa Giêsu khóc thương thế nhân. Từ thánh giá nhìn xuống muôn nơi, Chúa kêu mời nhân ơn cứu rỗi. Trên thánh giá nhìn xuống hôm nay, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày. Trên thánh giá chết treo cực hình, Chúa kêu mời sống tình đời con ơi. Xin thánh tâm Chúa bên con, tay trong tay Ngài dẫn lối. Thánh tâm Chúa bên con, xua đi ước mơ trần gian. Vùng đầu vào thánh tâm Cha, đừng nhờ tình Chúa. Bây giờ anh Hạnh Hậu đến từ công ty phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh Hoa Sa, có một cái trò chơi nhỏ dành cho các em. Khi mà anh Hậu kêu là các em ơi, là các em ơi lên nha. Rồi chúng ta làm giá thử nha, các em ơi. Nhỏ quá, ăn sáng chưa? Yeah. Ăn sáng rồi là phải kêu to lên nha. Yeah. Các em ơi! Yeah. Các em ơi! Yeah. Các em ơi! Yeah. Các em ơi, các em ơi! Yeah. Rồi, tốt rồi. Bây giờ chúng ta có một cái trò chơi mà ai sẽ kêu to hơn MC chính là anh nha. Bây giờ anh hỏi mấy chữ O, các em nói chữ A. Được không ạ? Bây giờ chúng ta làm nháp nha. O A A O A A. Rồi, giỏi quá. Bây giờ bắt đầu làm nha. A O A O O A O O A A A A. Có vẻ là chưa to lắm á nha. Bây giờ các em làm lại nha. O A A A A. Nghe lặp lại ăn rồi đó. Hãy ngửa lại nè. A O O O O O O A A A A A. Con số mấy? Con hai con, một hai con.
tốt, con số 2 rồi, con cũng trình độ lắm rồi. Con rồi, lãnh đạo. Lãnh đạo rồi. Quý Trang, Quý Trang, à hồi nãy giờ chú còn có hai người bạn con là hai cái ba thứ, sân khấu chú phải là 21 anh ta, nhận quà cái gì chú sẽ cho khai mạc. Họ trò chơi rất là đơn giản, là sao các con có biết là chúng ta có biết là lạc tượng không? Quý đại diện chính quyền, biết không ạ? Xin mời quý vị tiến lên cờ quý sao, sân khấu chính để cho chúng con. Thì quý vị có nhúc nhích được không? Xin các đơn vị đang còn là chú đứng ở góc này. Có thở được không? Thở được không? Tượng này cho thở, không thở là chết nha. Quý thổ thoải mái. Cười được không? Anh đánh cho nhạc lên nha, nhạc cho động chút xíu. Chúng ta làm theo chú nha. Làm theo động tác chú và tượng là mình phải đứng yên nha, đúng không? Không nhúc nhích, không thở gì hết. Rồi, bây giờ nhạc gì cũng được, nhạc gì cũng được, nhạc gì. Rồi, các con làm theo động tác cho chú nha. Khi nhạc ngưng là các con phải làm tượng nha. Rồi, để chúng ta vỗ tay thật nhạc nha. Đưa bên trái, đưa bên phải, đưa hai tay lên, cúi xuống. Nhạc người quá. Có vẻ là các bạn có tên gì? Quý Liên, Quý nhận quà đi về con, tưởng đâu có nói chuyện được nha. Rồi con nhận quà đi về. Tưởng ơi, tưởng đang tỉnh gì vậy? Tưởng nhận quà đi về nha con, tưởng là rồi nhạc lên chút xíu lên đây, nhạc chút xíu nữa. Rồi các bạn làm tượng hay lắm. Rồi vỗ tay các bạn ơi. Rồi vỗ tay cho các bạn, bây giờ khó hơn chút xíu nha. Nhạc chút xíu lên đây. Lắng nghe nha. Ai tôi không biết là chút nào lắng rồi nha. Vẽ quá đi lên xem đây. Hai bạn này lấy quà về nha con. Rồi. À, rồi. Con trai, con có làm được hả? Con cái gì? Bước sang đây lãnh quà đi về nha con. Rồi. Con ơi, con lãnh quà về luôn nha. Con dũng quá, tượng mình dũng quá. Con ơi, con cái gì? Dây. Trời ơi, tượng có trả lời được không? Dây. Được hả? Tượng này muốn lấy quà nè. À, chú Sơn cho quà luôn đi về nha. Rồi. Con ơi, con biết có mỏi không? Có mỏi luôn á hả? Vậy con về dưới ghế con ngồi nha. Tượng không có nói chuyện được đâu mà con. Dễ thương. Rồi, bây giờ một lần cuối các con. Chương trình là... Anh ơi, nhạc với anh. Các bạn đâu có làm đúng như anh đâu nè, tượng không phải vậy đúng không? Cái tượng này xấu nhất nè. Cái tượng này xấu. Có đúng chưa? Đúng thế chưa? Rồi thôi, cảm ơn các em rất nhiều và chương trình rồi các em xứng đáng được nhận quà. Xin cảm ơn rất nhiều. Quà của em làm sao nha? Ôi nhỏ, tốt nhiều đâu. Trời cho quà luôn hả? Tôi nhớ tôi còn nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các anh chị rất nhiều.